Đi mua dùng cô bán hai giấy nước ngọt nhé. Tiền này, cầm cái này quay. Tao cầm đây này. Mua hai chai Pepsi. Cầm cao cho mình thấy này. Mua hai chai Pepsi nha. Chai Pepsi mà cháu mình vừa mua này. Đó. Bây giờ chai Pepsi này mình sẽ lấy ra, mình đổ nó ra một nửa ra cái ca. Sau đó mình lấy nước mắm mình đổ vô trong này cho tụi nó uống. Còn cái này á, mình để y đầy chai vậy luôn cho tụi nó tưởng là còn nguyên. Nhưng mà thực tế là mình sẽ lấy cái bịch này, mình đựng nước chanh ở trong, mình để vô trong cho mình cho nó uống tiếp lần thứ hai nha. Nó tưởng đâu là mình cho ăn xong rồi mình cho nó uống nước thật nha. Thực tế là mình sẽ cho nó hai lần luôn. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ làm cho mọi người. Mình đổ bớt, đổ bớt cái chai Pepsi đi, đổ một ít thôi. Cứ đổ một nửa nó đi. Mình đổ đi một nửa. Bây giờ mình đổ nước mắm vô. Bây giờ mình sẽ đổ nước mắm vô nha. Mới đổ nước mắm vào chai này xong rồi cho mọi người. Bây giờ mình nắp lại nha. Bây giờ mình sẽ bắt chanh. Chanh này là chanh chua nha mọi người. Mình chỉ lát thôi là mình với nước muối chua kinh khủng luôn rồi. Chua gớm luôn. Chua mà nó nhiều nước quá nha.
Nãy giờ mình kiếm bịch với ống hút nha mọi người. Bây giờ mình kiếm được bịch với ống hút rồi này. Mình sẽ đổ nước chanh vô. Mình đổ nước chanh vô trong bịch này luôn nha. Rồi mình sẽ cho ống hút vào đây. Tất nhiên là mình kiếm cái bịch bé rồi, nhưng mà không có bịch bé. Bây giờ bắt buộc phải nếp to. Rồi mình sẽ mở cái này ra. Cho vô mọi người. Mình kiếm hoài nãy giờ không được cái bịch bé, bắt buộc phải lấy cái bịch to này luôn. Bịch to này nó khó cho vô quá. Mình làm xong rồi nha các bạn. Đây, cái chai này là chai nước mắm. Chai cỗ mút này là chai nước chanh ở trong nha. Bây giờ mình sẽ cầm hai chai này ra ngoài đó mình cho ăn tụi nó nha. Hai đứa kia nó vô đây rồi nên bây giờ mình sẽ cho thằng cháu mình thử trước, xong rồi mình kêu hai tụi nó lên đây nha. Đây này, mình tính mua nước ra cho tụi nó uống mà anh ơi, tụi nó vô đây mất tiêu rồi. Bây giờ cho Thái uống trước xong rồi sẽ cho Mai với lại Thái lớn uống. Thái mà lắp ra uống ngay. Thái uống thử đi. Cái gì đây? Nước có gì đâu, uống đi. Uống đi. Cô à? Chua gì? Sao chua ô? Chua gì? Quay mặt ở đây coi sao vậy? Sao đấy? Nó đùa trên kia, tay kia kìa, trên kia kìa, đấy, tay đấy của băng của bạn, tay đang cầm đấy. Một chút đây. Ngồi đây với cậu băng. Đấy nó bị dỗ rồi nha mọi người. Bây giờ mình cho nó uống nước thật này chút không. Nó phát hiện nó rồi, nó mới ngậm vào thôi, nó không có uống. Đúng còn. Bây giờ người khác sẽ lên nha mọi người. Thái ơi, Thái ra đây trước Thái ơi. Này, ngồi xuống đây. Ở đây tính đem nước ra nhà hàng Thái nó uống ngày giờ nó dâu đây mất tiêu rồi. Cả Mai cái này, Mai ra đây luôn Mai. Đấy. Nó dâu đây Mai ngồi xuống đây luôn Mai. Đấy. Giờ cho nó uống. À, cái ống hút nó bị ra đông cứng rồi. Đâu có sao đâu. Này uống cái này. Uống đi. Không có gì hết, uống đi. Thôi em không có đâu, em nhìn thấy cái hộp mini em có đây. Mai nhìn cái bọc không? Đấy. Thằng chết không có nước trong nữa. Ừ, cứ uống thì xem nó có không. Ừ, cho nó uống nè. Nè, Mai uống thử đi.
Mai uống thử đi, anh nói có nước này. Uống đi. Không có đồ ăn, không có cho ăn gì đâu. Thật mà. Phải uống không? Hút từng miếng của anh. Này, hút đi. Hút phát cái gì? Hút phát cái gì? Chịu Mai. Phải kêu rồi. Sao Mai? Cái gì vậy? Chịu. Lên mấy cân nhỏ bọt đó. Không chào. Chào. Nước chanh. Mai nó bị uống nước chanh. Ê, mét đấy nó lại uống nước mắm. Nước mắm. Em ơi, mày ngửi đúng không? Mùi nước mắm. À? Em ơi, mùi nước mắm. Ở đây bị tụi nó phát hiện hết rồi. Mét đi nữa. Cái uống nước, cái đấy thay nước thật mà, nước mắm đâu. Bị tụi nó phát hiện hết rồi mọi người. Bây giờ mình tự uống luôn này. Nước chanh mà tụi nó không uống ngu với ta. Ngu gì? Nó chua đấy mà nổi được. Trời ơi chua quá. Anh muốn thử chai này không? Ôi em uống cái chua. Bà Ngọc uống thử chua 3 miếng của bà Ngọc. Ngon lắm. Bị tụi nó phát hiện hết rồi. Không cái nào nó chịu uống nữa. Mất công làm bao nhiêu đâu. Con cũng uống nha con kia. Con hành uống. Bao giờ sau á, em không bao giờ nghe em nữa. Đi chú Văn làm bao nhiêu đâu mới được này. Ngọc uống nước mắm, thấy Ngọc uống nước mắm chưa? À. Ngọc nó chưa uống. Uống nước này nè. Không phải nước mắm. Nước mắm chai kia đưa cho thằng, đưa cho Ngọc gửi coi. Không, đây đâu phải nước mắm đâu. Đưa cái chai đấy cho Ngọc có gửi. Nước này nước thật. Đưa cho Ngọc gửi đi. Đây mà. Đúng chưa? Nè. Rồi đây uống chai này. Không phải nước mắm. Sao rồi? Đấy đâu. Hết rượu được rồi mọi người. Tụi nó phát hiện hết rồi. Cô Mai tội nghiệp, Mai uống nhiều nhất. Mai bị nửa mới uống nhiều nhất luôn. Con gái nó phát hiện ra này. Thái nó phát hiện ra nói làm không cái nào nó chịu uống nữa. Cuối cùng là lừa mới được Thái nhỏ với lại Mai thôi. Ơi mọi người, bây giờ mình kết thúc video rồi. Quay vậy thôi. Bây giờ tụi nó phát hiện hết rồi, không biết được nữa. Bây giờ mình dục hết mấy này đi. Úi, chạy đó nha. Rồi sẽ bỏ cái đấy đi Thái. Mọi người cảm thấy video hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt mọi người.